Người lái máy xúc thuê chém thương vong 3 người trong gia đình chủ. Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên dùng dao chém nhiều nhát vào 3 người trong một gia đình khiến một người tử vong và 2 người bị thương tại thôn núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng vào chiều hôm qua, mùng 8 tháng 1. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 13 giờ chiều hôm qua, mùng 8 tháng 1 năm 2023, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại gia đình anh Phạm Văn Thế, sinh năm 1979, trú tại thôn núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ xô xát, đánh nhau. Đối tượng Đặng Văn Hưởng, sinh năm 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1979, là vợ anh Thế, và anh Phạm Văn Lợi, sinh năm 1985, em trai anh Thế, chị Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1985, vợ của anh Lợi. Hậu quả của vụ việc khiến chị Thủy, anh Lợi, chị Nguyệt bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, sau đó chị Thủy đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Hưởng bị quần chúng nhân dân khống chế. Trong quá trình khống chế, đối tượng Hưởng bị thương và được lực lượng công an xã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã lập tức có mặt, điện báo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Được biết, gia đình nạn nhân làm nghề kinh doanh máy xúc, máy ủi, đối tượng Hưởng là người làm thuê lái máy xúc cho gia đình anh Thế. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.